Xin chào mọi người, tiếp tục với lễ mừng thọ thì hôm nay mình sẽ chơi chương 4 nhá. Ở chương 3 thì sau khi mà lấy được cuốn sách của Thường Tân á, thì chúng ta đã bị cướp mất rồi, cướp mất cuốn sách, tên đeo mặt nạ đã cướp mất cuốn sách. Bây giờ thì mình với cả Tiểu Kỳ, Bùi Đại Nhân với Tiểu Kỳ sẽ đi tới Lâm Trang, đi tới gia đình nhà họ Lâm để tìm hiểu thêm thông tin. Không biết là cái tên đeo mặt nạ có ảnh ra gia đình nhà họ Lâm không. Mình nói qua một số nhân vật để cho các bạn dễ nhớ nhé. Đầu tiên là Thường Tân. Thường Tân là cái ông khám nghiệm tử thi gia đình nhà họ Lâm á. Ông ấy không có tin xác chết kia là xác chết của Lâm lão gia. Thế là bị thẩm phán quận cho vào tù. Thường Tân thì có một người bạn tên là Đỗ Trọng. Đỗ Trọng thì Đỗ Trọng là thầy thuốc á. Có một cái mối thù với gia đình nhà họ Lâm. Tại vì Lâm lão gia đã giết chết bố của Đỗ Trọng. Đỗ Trọng thì có một người con nuôi tên là Tiểu Lan nhá. Đi theo Bùi Đại Nhân là Tiểu Kỳ, một cái nhân vật gọi sao nhỉ, một thuộc hạ uy tín của Bùi Đại Nhân. Ok, hiện tại là chỉ có một số nhân vật vậy thôi. Let's go, chúng ta tới với chương 4 để xem Lâm Trang của Lâm lão gia như nào. Đây là Lâm Trang của Lâm lão gia. À, Lâm lão gia có. Đây, phía trước chính là Lâm Trang rồi. Nhìn cái âm sân sân đó, quả nhiên là Lâm Trang. Lâm lão gia có tên là Lâm Hồ nhá. Lâm Hồ, Lâm lão gia. Thưa đại nhân, trước mắt là dinh thự nhà họ Lâm, chúng nó thật u ám. Tiểu Kỳ, ta đang lo lắng cho tính mạng của Thường Tân, ông ấy biết quá nhiều chuyện. Quang chỉ xin linh với bản án có quan. Thông mang trong vũ trụ cầu tin, chứ không muốn cho nội tình tiết lộ. À, ý là Thường Tân biết sự thật á, biết sự thật. Hơn nữa thẩm phán quận cũng có liên quan đến vụ việc này. Hắn đã nhốt Thường Tân, không muốn thông tin bị lộ ra bên ngoài. Hiện giờ vũ trụ cô thân một người tại xiển giả đa lão, không sợ. Thường Tân hiện tại một mình trong nhà giam, ta sợ có chuyện chẳng lành. Chứ xin lệnh chi sao mẫn xạ, tham ô sổ hội. Vũ trụ khẳng định là biết được ta chuyện này. Xin lệnh sợ ta cùng chúng ta cáo trạng, thế mới phải diệt khẩu. Thẩm phán quận nơi này có lẽ đã nhận hối lộ để cho mọi chuyện êm xuôi. Hắn sợ rằng Thường Tân sẽ gây rắc rối nên đã nhốt Thường Tân, muốn Thường Tân giữ kín miệng. Mấy trăm chuyện ta, Vũ Tô có sự, tạo chưa bị ta quan trọng là lão lý. Rủ quả đơn đơn sư vì là ẩn mắn tham ưu đất sự tình, ta tạo chưa xa là Vũ Tô là. Chuyện này không đơn giản, khi hắn để Thường Tân ngồi trong nhà giam, nếu chỉ để che giấu hành vi nhận hối lộ, hắn đã thủ tiêu Thường Tân rồi. 况且我们已经找到了他的小金库，他贪污的事情已经败露，也不必再为此去杀仵作。 Hơn nữa, chúng ta đã nhìn thấy kho bạc của thẩm phán quận, hắn còn là một tên tham quan, Thường Tân có lẽ đang gặp nguy hiểm. 那大人，我们是先进灵宅，还是返回衙门去找仵作？ Vậy đại nhân, bây giờ chúng ta vào dinh thự nhà họ Lâm hay quay trở lại nhà giam để cứu Thường Tân? 如此，我先行去灵府查探。 你回去将仵作安顿好，我们在灵府会合。 Trong trường hợp này, ta sẽ vào dinh thự nhà họ Lâm, còn ngươi sẽ quay trở lại nhà giam để cứu Thường Tân. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở dinh thự nhà họ Lâm. 可是大人，您一个人去灵府，我多少有些不放心。万一要有贼人行凶。 Thưa đại nhân, nếu ngài vào trong dinh thự nhà họ Lâm một mình, tôi có phần lo lắng nếu như tên trộm đeo mặt nạ lại tới. 不必担心，我自会见机行事。 Được rồi, đừng lo, ta không sao cả. Đại nhân, ngài phải cẩn thận, nhất là đối với tên đeo mặt nạ. Được rồi, nhà ngươi đi đi. Vâng, thưa đại nhân. Ta muốn tìm hiểu xem Lâm Trang viên này đang cất giấu bí mật gì. Có gì nào? Cái gì đây? Trên cánh cửa có những cái lá bùa lộn xộn, không ai dọn dẹp chúng. Lâm Trang Viên thực sự có điều gì đó kỳ lạ. Ghép bùa. Ôi trời ơi, gì đây trời. À đây, nó có cái mặt người này các bạn. Mình sẽ tìm cái mặt người trước. Mấy cái này nó loạn đến này. Đây. Ok. Tiếp đến là cái đoạn chỗ này. Ok. Còn gì nữa không? Còn gì dễ nữa không? Hết rồi hả? Tôi loạn loạn kiểu gì này? Đúng luôn luôn được cái này.
cái gì đây? Chỗ này thì ở đâu nhỉ? Đây đây đây. Ok. Một cái lá bùa. Không phải miếng này các bạn ạ. Miếng nào ta? Đây đây, chỗ thẳng. Không phải chỗ thẳng. Chỗ thẳng á? Ok. Nó giống như kiểu những cái lá bùa gạch chéo á. Mình sẽ phải tìm vị trí gạch chéo. Đây có một màu này. Bên trên này có chữ nữa này. Một cái miếng thẳng bên trên. Một cái miếng thẳng bên trên đây à. Ok. Tiếp đến là một cái miếng cong cong đây à. Ok. Một cái miếng rách rách đây rồi. Ok. Tiếp tục có cái gì đây, vừa đúng được cái gì á, vãi loạn loạn cái gì mà đúng nhiều phết các bạn ạ. Không phải miếng này, không phải miếng này, miếng nào ta, hết rồi à? Có một miếng chéo này bên dưới này này. Đây đây, ok. Đây cái này ở đâu? Ok, còn cái miếng nhỏ nhỏ đây đây. Ok, trời ơi, cuối cùng thì cũng xong. Bây giờ thì gõ cửa hả? Cái miếng gõ cửa không bị bám bụi à? Ok, bây giờ mình gõ cửa. À, gõ cửa. Ai đây? Nhà ngươi là ai? Nửa đêm rồi còn gõ cửa. Ta là một vị quan triều đình được cử xuống đây để điều tra cái chết của gia đình nhà họ Lâm. Quan triều đình sao? Đây, giấy thông báo của ta đây. Thưa đại nhân, thứ lỗi cho tôi. Ông này tên là Lâm Phúc nhá, mình dịch ông ấy tên là Lâm Phúc. Tôi là Lâm Phúc, là quản gia của Lâm Trang này. Ok, sẽ đi vào các bạn ạ. Phủ sang trừ lại nhỉ, có hay có chi ta nhân? Ngoài ông ra, ở đây còn có ai nữa không? Trừ lại tiểu nhân, hay có另外一个守孝的丫鬟. Ngoài tôi ra, còn có một cô hầu gái nữa cũng ở đây. Phủ sang chi ta nhân? Vậy những thành viên khác trong gia đình thì sao? Trừ lại thế này sự tình, na hay có người cản lưu tại phủ sang à? 近日也不太平，小人就把其他人遣散了，只留下小人和一个丫鬟处理林家后事。Xảy ra chuyện như thế này thì không ai dám ở trong ngôi nhà này nữa. Gần đây Lâm Trang không hề yên ổn, tên ác nhân đã đuổi tất cả mọi người đi. Bây giờ chỉ còn lại tôi và một cô hầu gái thôi. 为何遣散众人？案情未明，人人皆有嫌疑，你怎可自作主张？Tại sao nhà ngươi tự ý đưa ra quyết định để cho tất cả mọi người đi? Sự thật về vụ án vẫn chưa rõ ràng. Tất cả những người ở đây đều bị nghi ngờ. Chuyện này tôi chỉ nghe lời của thẩm phán quận thôi. Ông cứ nói đi, đừng ngần ngại. Lão Yê quyền gia bị sát hậu, phủ sang đệ hạ nhân 听了镇上那些人的话，都说是城隍爷惩治恶人。Sau khi cả gia đình chủ nhân bị giết, những người hầu của trang viên nghe nói rằng chính vị thần của nơi này đã trừng phạt cái ác. 外人这么说也就罢了，怎么你们府上的人也这么说？ Người ngoài nói vậy thì không sao, tại sao những người hầu của Lâm Trang cũng nói vậy là sao? 智爷老爷生前在朝中做官时，树敌太多，想必您也清楚。身在朝廷，鲜有人能独善其身，老爷也不例外。早年也做了很多不光彩的事情。Là vì lúc còn làm quan trong triều đình, chủ nhân của tôi đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Đại nhân cũng biết rằng khi làm việc trong triều đình, ít người có thể chống đỡ một mình. 老爷全家一夜之间离奇死亡，大家听了镇上的传言，本就世袭下人，哪里分得清真假？Cả gia đình chủ nhân chết một cách bí ẩn trong một đêm. Rất nhiều những tin đồn đã xuất hiện, không thể phân biệt thật giả.
哼，林朝宗虽作恶多端，但是人命案岂能推在鬼神头上？�ặc dù Lâm lão gia đã làm nhiều việc ác, nhưng việc giết người đâu thể đổ lỗi cho thần thánh được. À, 小人也知道有些危言耸听，但是衙门也来查过此案了，前面还陆续来过几个大人，这都没能查出什么来，所以。Tôi biết rằng nó không đúng sự thật, nhưng thẩm phán quận cũng đã đến điều tra. Một vài vị quan triều đình khác cũng đã đến điều tra, nhưng họ không phát hiện được gì cả. Vậy nên... 好了，我请问你，案发当日你在何处？Được rồi, ta hỏi ngươi, vào ngày xảy ra án mạng, ngươi ở đâu? 小人当日不在府上，老爷说第二日要和少爷小姐举行家宴，所以我出府采办。Vì đi ở日的家宴做准备. Hôm đó tôi không có ở nhà. Chủ nhân nói hôm sau sẽ tổ chức tiệc gia tiên với các thiếu gia và tiểu thư, nên tôi ra ngoài mua sắm một chút đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. 我回到府上后，见丫鬟仆役个个都慌慌张张，问了才知道，这老爷和少爷小姐都死在了自己的房中，这才赶紧去衙门报了官。Khi trở về.Tôi thấy cả gia đình nhà chủ nhân của tôi đều đã mất mạng, chết trong phòng riêng. Tất cả các gia nhân đều hoảng sợ. Vì vậy tôi vội vàng đi báo với quan chức địa phương. Chợ Lâm phủ上上下下, 这么多人都没有亲眼看见林朝宗和他的儿女们是怎么死的? Nói như vậy, trong dinh thự nhà Lâm có rất nhiều người đã nhìn thấy cái chết của Lâm Hồ và các con ông ấy, đúng không? 这确实没有任何人看见。老爷跟少爷小姐都不让其他人进他们的房间。Về chuyện này thì không có ai nhìn thấy cả. Các thiếu gia và tiểu thư cũng không cho người khác vào phòng riêng của họ. 也许是老爷以前树敌太多，所以他请匠人在府中做了很多的机关，破解施法只有他自己知道，其他人啊根本就进不去那些房间。Có lẽ do năm xưa chủ nhân gây thù trước oán với quá nhiều người.Nên ông đã cẩn thận làm rất nhiều những cơ chế, cơ quan, những loại khóa đặc biệt trong dinh thự. Ngay cả tôi cũng không thể mở được chúng để vào những phòng đó. Được rồi, ta sẽ đi xem xét xung quanh. Ông đi làm việc của ông đi. Dạ thưa đại nhân. Ông thắp hương đốt bằng loại hương gì? Hương thơm tại sao lại nồng như vậy?哎呀，这灭门惨案太过于惨烈，府里上上下下都充斥着血腥味，只能用熏香掩盖些许腥味。Vụ thảm sát này thực sự quá thê thảm, trong nhà nồng nặc mùi máu tanh, chỉ có thể dùng dầu thơm để phủ lên. 哦，对了，楼上的香怕是要烧完了，小人要去楼上添香，先不打搅大人了。啊，phải rồi, hương liệu trên lầu cũng đã sắp hết, ta phải lên lầu cho thêm, không làm phiền ngài nữa.啊，还有，这里的灯笼坏了一个，小人年老体衰，腿脚多有不便，烦请大人帮小人把这灯笼挂上去。Ngoài ra, ở đây có một chiếc lồng đèn bị hỏng, đại nhân có thể giúp lão già yếu này treo nó lên được không? 稍后，我自会把灯笼挂上去。Được rồi, ta sẽ treo lồng đèn sau. 那大人先自行查探吧，小人先去楼上添香。不过。当说不当说的，这府上是真的不太平，大人可还得当心啊。Đa tạ đại nhân, vậy đại nhân xem xét xung quanh đi. Tôi sẽ lên lầu thêm hương liệu, nhưng ngài hãy cẩn thận, nơi này thực sự rất kỳ lạ. Ông đi lên lầu rồi các bạn ạ. Đây chúng ta phải thắp một cái lồng đèn ở chỗ này. Mất một cái. Ông lên được hả?Đây có hai cái ký tự. Có hai ký tự các bạn ạ. Cái gì đây? Ý là sao nhỉ? Cái lư hương này có những con chữ đặc biệt trên đấy hả? Tôi không biết là ông ấy nói cái gì nữa. À, ý ông ấy nói là có thể di chuyển được những con chữ. Nhưng mà chúng ta chưa biết được là... Chúng ta mới có hai ký tự bên này thôi.Giờ phải tìm lồng đèn để biết thêm hai cái tự bên này. Ok. Đi đây. Bài vị hả? Lấy được một cái chìa khóa.
5 người bị chết các bạn ạ. Lâm Hồ với cả 4 người con, có 1 tiểu thư, 3 vị thiếu gia, 3 con trai và 1 con gái. Không lên được lầu các bạn ạ. Lão quản gia lão ấy đang thêm hương liệu, nó không cho mình lên. Còn gì nữa không? Có một cái cơ quan mật khẩu trên cánh cửa này. Dinh thự nhà họ Lâm thực sự rất là kỳ lạ mà. Ok. Còn thiếu bộ phận các bạn ạ. Chưa có xoay được. Còn gì không ở đây? Có cái hộp này tôi sẽ mở ra nhớ. Đây rồi, lấy được lồng đèn đi rồi. Treo lên thôi. Không treo được à? À. Không treo được à? Chưa đốt hay sao? À, chưa đốt các bạn ạ. Chưa đốt, trời ơi. Rồi, bây giờ tôi sẽ treo lên nhá. Nào. Ok. Vậy là chúng ta có 4 con chữ rồi. Bây giờ sẽ tới cái tiết mục nhớ. Xem nào. Cái xẻng này. Và ok, cong cong. Tua tua. Ôi nhưng mà biết cái nào trên cái nào dưới nhỉ? Cứ thử một cái trước đi. Cái xẻng này. Cong cong tua tua này, ok. Thử đi, sai thì mình đổi. Đinh ba này. Cong này, ok. Đinh ba đi rồi. Cong đâu? Đây hả? Cong đây hả? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà sao không được? À, vậy thì đổi chỗ đi. Đổi chỗ nhá. Cái này sẽ là đinh ba này. Ok. Còn cái này sẽ là cong này. Ok. Chỗ này sẽ là cái xẻng này. Ok. Bên dưới này sẽ là cái ký tự cong này. Ok, đúng rồi, đổi vị trí các bạn ạ. Hy sinh máu để trường sinh. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao lại có một mặt dây chuyền bằng ngọc bích ở dưới lư hương này? Nó giống như một vật bất ly thân của một người phụ nữ. Hình như Lâm lão gia có một vị tiểu thư. Ok. Đúng rồi, có một vị tiểu thư. Chắc cái miếng ngọc này là của vị tiểu thư đấy. Lên được trên chưa nhỉ? Lâm Phú. Lâm Phúc. À, đại nhân có gì phân phó? Đại nhân có gì muốn hỏi tôi à? Hai lầu của những phòng chiến đều là ai? Những căn phòng trên lầu 2 này là của ai? Huy đại nhân, trong 4 cái phòng chiến, bên phải là 3 sao yên và 2 sao yên của phòng chiến, bên phải là xiao jie đại sao yên của phòng chiến. Thưa đại nhân, những căn phòng ở trên này là của đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam thiếu gia. Lâm Chao Zong của 4 cái con bình thường đều ở đây không? À, còn có tiểu thư nữa nha các bạn, mình quên chưa đọc tiểu thư. 4 người nhá. 4 người con của Lâm Hồ có thường sống ở đây không? À, không phải. 3 vị sao yên tại ngoài đều có tự kỷ của cư sở, chỉ có Huy Lâm phủ mới ở trụ tại thị chỗ. Chỉ có đại tiểu thư vẫn chưa xuất giá, vẫn chỉ là trụ tại thị chỗ đó. 3 vị thiếu gia đều đã có nhà riêng ở bên ngoài, chỉ còn một vị tiểu thư vẫn còn ở đây. Ồ. 你说林朝宗的三个儿子在外都有自己的居所，那为何三月前会同时回到林府居住？ Ông nói rằng 3 người con trai của Lâm Hồ đều đã có nhà riêng ở ngoài. Vậy tại sao họ lại quay trở lại dinh thự nhà họ Lâm để làm gì? Chà, là lão gia突然把他们召回来的. Về chuyện này thì đột nhiên Lâm lão gia muốn gọi họ về. 林朝宗为何突然把他的三个儿子 Người có biết tại sao Lâm lão gia đột nhiên gọi 3 người con trai về không? Lão gia cảm thấy tự kỷ đã niên kỷ đại rồi, cái gia nghiệp cần phải có người kế thừa, nên đã sai sao yên gọi lại thương lượng gia sản kế thừa chi sự. Lão gia cảm thấy rằng mình đã già yếu, việc kinh doanh buôn bán cần phải có người thừa kế, nên đã gọi 3 cậu con trai về phân chia tài sản, thừa kế tài sản. Ông có thể mở được 4 căn phòng này không? Đại nhân. 小人打不开这些房间，这门上的锁都是老爷请匠人专门打造的机关锁，除了老爷和少爷小姐，其他人都打不开。 Thưa đại nhân, tôi không thể mở được những căn phòng này. Ổ khóa trên những cánh cửa đều do các bậc thầy nghệ nhân chế tạo. Ngoại trừ chủ nhân, tiểu thư và các vị thiếu gia thì không ai có thể mở được nó.
行，我知道了，你下去候着吧。được rồi, ông hãy xuống dưới đợi tôi để tôi tìm hiểu xung quanh. 啊，对了，大人，三位少爷和小姐生前都有一个小瓷瓶，如果大人找到了那些瓶子，还请大人交给小人。Nhân tiện, thưa đại nhân, ba vị thiếu gia và tiểu thư đều có một cái bình sứ nhỏ trước khi chết. Nếu đại nhân tìm thấy những cái bình sứ đó, xin hãy đưa cho tiểu nhân. 小瓷瓶, 那是什么? Bình sứ nhỏ ư, nó là cái gì? 小人也不知道, 好像只是普通的瓷瓶, 但是少爷和小姐都十分珍视此物。Tiểu nhân cũng không biết nữa, xem ra nó chỉ là một cái bình sứ bình thường thôi, nhưng cả thiếu gia và tiểu thư đều rất trân trọng nó. 如果大人找到了, 也算是少爷小姐们的遗物了, 烦请交给小人, 留个念想。Có thể coi những cái bình sứ nhỏ này là dị vật cuối cùng của thiếu gia và tiểu thư nhà chúng tôi. 如果这些小瓷瓶与此案无关, 我找到了自会拿给你。Được rồi, nếu những cái lọ sứ nhỏ không có liên quan gì đến vụ án, ta sẽ đưa cho ông. 多谢大人, 那小人就先行告退, 不打搅大人了。Đa tạ đại nhân, tôi xin phép được lui, không làm phiền đại nhân nữa. Ông ấy lại biến mất à? Ổ khóa trên một cánh cửa là khác nhau.Lâm Hồ thực sự rất cẩn thận. Ui, đi đây. Vị cô nương xinh đẹp vừa rồi là ai? Có phải vị tiểu thư nhà họ Lâm không? Tại sao lại dọa tôi? Vừa rồi là gì vậy? Có người đi ngang qua đúng không? Mà các bạn ạ, cái gì đây? Căn phòng thứ nhất này, căn phòng thứ hai này, căn phòng thứ ba.Đây là căn phòng cuối cùng trên lầu 2, là phòng của đại thiếu gia nhà họ Lâm. Nghe nói hắn ta là một tay mê cờ bạc. Trên cửa có xúc xắc luôn. Đại thiếu gia. Cái gì đây? Có một cái cây ở đây các bạn ạ. Chúng ta lấy được một cái gương đồng treo ngoài hành lang đây. Đấy, lắp vào được không? Ô được này.Bấm nút các bạn ạ, bấm nút kiểu gì? Đây có hai ký tự đã, hai ký tự này giống như chỗ cái cây á. Rồi tự nhiên tôi buồn ngủ ấy nhỉ, hay là bây giờ tôi đi ngủ nhỉ? À, rồi bắt đầu từ hai ký tự đấy chúng ta sẽ đi theo hướng này. Ok. Ủa là sao nhỉ?Đi theo hướng đấy là sao? Liên quan gì đến mấy cái cây này? À rồi, đi theo mấy cái quả này các bạn ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem là cái chữ kia là đến cái chữ nào hay sao? Cái tự này, xong rồi đến cái này. Ok, thằng người này và có...Như kiểu là cái thang á. Thằng người và cái thang là đây đây. Vậy là sao nhỉ? Vậy là cái này bấm đầu tiên này. À bây giờ mình đánh số đi. Đánh số đi cho dễ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đầu tiên là 2. Ok. Tiếp đến là mấy? À không.Thằng người có cái mũ này. Thằng người nhiều quả này. Ok. Nhìn lại phát có thể nhầm. À đúng rồi. 2 này. Nhiều quả đây. 2, 5. 2, 5 mà đến mấy? 2, 5 rồi đến... Tua hả? 2, 5 rồi đến... Tua đâu? 2, 5, 1.Một các bạn ạ. 2, 5, 1 rồi đến mấy? À, tua tiếp. Hình thang tua. Hình xẻng tua. Ok. 2, 5, 1 rồi đến hình thang tua. 2, 5, 1, 4, 6, 3. Hình xẻng tua.2, 5, 1, 4, 6, 3, ok. 1, 2. 2, 5,
1, 4, 6, 3. Ok, trời ơi. Ui, có người trong này hả? Cuối cùng thì cũng mở được cánh cửa rồi. Đã quá lâu kể từ khi án mạng xảy ra. Lâm Phúc, ông ấy cũng nói rằng ông ấy không thể mở được cánh cửa. Chuyện này là sao? Nhà ngươi là ai? Thưa đại nhân, nô tỳ là người hầu của dinh thự nhà họ Lâm và nô tỳ đang ở đây canh gác cho tiểu thư. Hồ, nhi chính là người lưu lại của nha hoàn. Nhi tên là gì? Thì ra ngươi là nô tỳ của tiểu thư nhà họ Lâm. Ngươi tên là gì? Nô bi, tên là Lục Dung. À, gì nhỉ? Nô tỳ này tên là Lục Dung nhé mọi người. Mình sẽ tạm dịch là Lục Dung, Tiểu Dung nhé. Nô tỳ tên là Tiểu Dung. Lục Dung. Chợ Lâm phủ sụp đổ, Hồ Xuân San, Lâm gia điêu bị đến thế, ngươi vì sao lại còn kiên trì lưu lại? Tiểu Dung, cả gia đình nhà họ Lâm đã bị chết, mọi thứ đang rất là ngổn ngang. Tại sao ngươi nhất định phải ở đây? Nô bi từ nhỏ đã mất là thân nhân, Lâm lão ye bảo tôi mua lại, là Phu tiểu thư đích thân nha hoàn, Phu sư tiểu thư. Trừ là Lâm phủ, tôi đã không còn nơi nào để trốn. Tôi không có người thân từ khi còn nhỏ, vì vậy Lâm lão gia đã mua tôi về để hầu hạ phu nhân. Tôi không có nơi nào khác để đi ngoài gia đình nhà họ Lâm. Lâm phủ không phải nói những phòng gian trừ là Lâm Chào Dung và các con cháu, ai cũng không mở được mà. Ngươi là cách vào đây? Lâm Phúc nói với ta, không ai có thể mở được những cánh cửa này ngoại trừ Lâm Hồ và các con của ông ấy. Làm cách nào mà nhà ngươi có mặt được ở đây? Hồi đại nhân, nô bi từ nhỏ đã phục sự tiểu thư, tiểu thư đối với tôi rất tin tưởng, đã mở cửa phương pháp nói cho tôi. Thưa đại nhân, nô tỳ đã hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư rất tin tưởng tôi, tôi có thể mở ra vào cánh cửa này. Bình thường, tiểu thư đều là tôi đang quản lý. Tiểu thư trước khi chết rất yêu sạch sẽ. Sau khi đi rồi, tôi cũng không muốn phòng của cô ấy bụi bẩn, nên mỗi ngày đều dọn dẹp. Tôi là người dọn dẹp phòng của tiểu thư. Tiểu thư rất thích sạch sẽ, tôi không muốn phòng của tiểu thư có bụi bẩn, vì vậy tôi đến đây hàng ngày để dọn dẹp. Án phát đương nhiên, ngươi có tại trường. Vào ngày xảy ra vụ án. Ngươi ở đâu? Nô bi na rì bình bù tại phủ sang. Xiao jie zui xiguan de yan zhi yong wan le. Di er rì jia zhong yao ban jia yan. Vào ngày xảy ra án mạng, tôi đã đi ra ngoài mua món ăn và những món đồ ưa thích của tiểu thư, chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm sau. Jia zhong xu jiu meiyou renao guo le. Xiao jie bi xiang zhe hao hao da ban yi fan. Nô bi jiu qu jie shang wei xiao jie mai yan zhi qu le. Na zhen xiang. Cũng lâu rồi gia đình nhà họ Lâm không sum họp. Tiểu thư muốn ăn ngon, mặc đẹp. Tôi đã ra ngoài mua những món đồ mà tiểu thư thích, nhưng mà không ngờ rằng. Hồ, nãy mày mua yến chỉ quay đến Lâm phủ, họ đã đều bị hại rồi mà. Vậy là sau khi ngươi quay trở lại, tất cả những thành viên trong gia đình nhà họ Lâm đều bị giết đúng không? Đúng vậy, nô bi là người phát hiện đầu. Trừ là tôi, các người khác ngoài dọn dẹp đều không thể lên tầng 2. Dạ vâng, đúng vậy. Nô tỳ là người đầu tiên phát hiện ra, còn những người hầu khác thì họ ít khi lên đây. Đầu tiên lên tầng 2, phát hiện phòng cửa đều bị đóng lại. Tôi trực tiếp đi vào phòng của tiểu thư, thì thấy tiểu thư đó. Sau khi về, tôi lên thẳng lầu 2, thấy cửa phòng mở, tôi đi vào phòng thì thấy tiểu thư đã bị giết. Khả năng bạn và Lâm tiểu thư thật sự là chủ phụ tình thân. Có vẻ như nhà ngươi và tiểu thư nhà họ Lâm có mối quan hệ thực sự thân thiết. Đại nhân chê giễu rồi. Nô bi từ nhỏ vô ý vô khả. Là tiểu thư sở lưu lại nô bi. Nô tỳ từ nhỏ đã bơ vơ. Tiểu thư chính là người thân duy nhất của nô tỳ. Tiểu thư tâm địa thiện lương. Đối nô bi, càng là không có một điểm đại tiểu thư cái giá trị. Cô không chỉ là nô bi cái chủ nhân, càng là nô bi cái thân nhân. Tiểu thư cực kỳ tốt bụng, đối xử với nô tỳ cực kỳ tốt. Cô ấy không chỉ là chủ nhân của nô tỳ mà còn là người thân của nô tỳ nữa. Đều nói yên hồn sổ mệnh, cái lão nhân gia đình nhẹ, vì sao mà lại làm sao vô cùng đến tiểu thư? Tại sao những chuyện xấu xa của Lâm lão gia tiểu thư lại phải gánh chịu? Cô ấy hoàn toàn vô tội. Chưa bù số yên hồn chi sự, tôi tra tìm hậu, tự sẽ có định luận. Được rồi, không nói đến chuyện oan hồn nữa. Khi mà ta điều tra xong, ta sẽ đưa ra những kết luận sau. Ta quyết tâm tìm ra sự thật cho những người bị giết oan. Người yên tâm. Đại nhân, người nói thật chứ? Phòng xin, người xin thuê xa bà. Tôi xin trả thân thử phòng. Yêu vấn thiệu hồi xuế sử cho đừng lo lắng, bây giờ nhà người hãy đi trước đi. Ta muốn kiểm tra căn phòng này.
是，奴婢告退。吻退了人，奴婢先告退。下人被遣散，没有人证，房间清扫过，也没有物证。người hầu dinh thự nhỏ Lâm đều đã đi hết, căn phòng thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ một cái bằng chứng nào cả. 这县令真是酒囊饭袋，只能再寻找其他的线索了。Là sao nhỉ? Ông ấy nói là bao rượu bao gạo là sao? Bao rượu bao gạo là sao? Giống như một cái câu nói sao nhỉ? Một câu nói ẩn ý của người Trung Quốc ấy, tôi không hiểu lắm. Bây giờ thì ta sẽ đi tìm những manh mối khác. Còn gì nào? Chúng ta có một cây đàn ở đây. Bị mất một giây các bạn ạ. Bị thiếu một giây. Cái này là đàn gì mà có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 giây nhỉ? Cổ đàn à? Tôi nhớ không lầm thì tên là cổ đàn thì phải. Cờ tướng à? À không, cờ vây à? What? Cờ vây các bạn ạ. Tiểu thư nhỏ Lâm còn là một người cầm kỳ thi họa. Thật đáng tiếc, cô ấy còn mất khi quá trẻ. Cầm kỳ thi họa. Cầm là đàn, kỳ là cờ, thi là làm thơ, họa thì là vẽ. Có đàn, có cờ, thơ đâu? Còn thơ đâu? Gì đây? À đây, cái miếng ngọc đây. Ok. Sau khi mà đặt cái miếng ngọc lên hộp trang sức thì chúng ta có một vài cái vật dụng. Lấy được cái sợi dây các bạn ạ. Cái sợi dây này chính là cái sợi dây đàn á. Ok, tôi sẽ căng dây đàn. Ủa gì đây? Chơi đàn hả? Là sao nhỉ? What? Chơi kiểu gì các bạn? Chơi kiểu gì? Rồi, chia theo màu mọi người ạ. Đỏ, cam, vàng, lục, ngọc, lam, tím. Đỏ, cam, vàng, lục, ngọc, lam, tím. Ok. Cam, đỏ, cam, cam. Cam tiếp. Đỏ, cam, vàng, lục, ngọc, ngọc. Đỏ, cam. Đỏ, cam, vàng, lục, tím cuối cùng. Ok. Đây, chúng ta lấy được cái bình ngọc nhỏ đây. Cái bình ngọc nhỏ của tiểu thư, bên trên có khắc chữ nước. Và lấy được một quân cờ vây. Ok. Ui gì đây? Vãi, tiểu thư ơi, đừng dọa tôi chứ. Mình nhìn thấy một bóng người và có tiếng đàn. Không lẽ mình bị ảo giác sao? Ok, chắc là ảo giác rồi. Đây rồi. Quân cờ đây. Là sao nhỉ? Chúng ta có thể di chuyển các quân cờ. Ba quân đầu tiên thì không di chuyển được nhá. Liên quan gì không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba cái đầu tiên thì không di chuyển được. Hai cái ở giữa thì bằng cái đầu tiên. À rồi, ok. Hai cái ở giữa thì bằng cái đầu tiên. Đây. Cái này thì xuống sâu hơn một chút. Cái này thì xuống sâu hẳn. Ok. Có rất nhiều những cái cơ quan mật khẩu nhỏ trong căn phòng này. Lâm Hồ thực sự thiết kế cơ sở ở khắp mọi nơi trong nhà. Tôi không biết rằng các con trai và con gái của ông ấy đã thích nghi với điều này như thế nào. Ok. Chúng ta lấy được một cái miếng bạc đây. Một cái miếng bạc âm dương. Còn gì không nhỉ? Miếng bạc âm dương. Mình nhớ hết rồi ha. Đi ra ngoài. Đại nhân, cái cái yến bình, hình như là 二少爷的东西. Tôi trước đây gặp 二少爷, nó cho nó vào vào, nó sao đến phòng của tiểu thư rồi? Đại nhân, cái miếng bạc âm dương này là của nhị thiếu gia. Tại sao lại có trong phòng của tiểu thư? Lưu Rồng. 你怎么不穿校服了? Tiểu Dung, ngươi không còn mặc cái bộ đồ trắng nữa à? Từ 时已过, 我为林家守孝, 隐瞒百事,
所以换下了校服。100 ngày cái chết của tiểu thư đã trôi qua rồi, tôi không phải mặc nữa. 100 ngày, 3 tháng, 3 tháng là 100 ngày, đúng rồi. 大人，这个房间是二少爷的房间，二少爷一直在外经商，不过好像经营不善，之前还赔了不少钱。Thưa ngài, căn phòng này là của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia đi nước ngoài học tập, học kinh tế. Nhưng mà thiếu gia lại quản lý không tốt, làm ăn thua lỗ rất là nhiều. Học nước ngoài mà lại làm ăn thua lỗ. 上次回到家里来，也是想多分点家产，填补缺漏。Lần mà nhị thiếu gia về nhà gần nhất, nhị thiếu gia muốn được chia thêm tài sản để có thể bù vào những khoản lỗ mà ông ấy đã đầu tư. Ok. 这些你是怎么知道的？ Làm sao mà nhà ngươi biết những chuyện này?有些是小姐告诉我的，有些是我听少爷们谈起来的。自从少爷们回到家，一直都在为分家产而争斗。Tôi là kẻ hầu người hạ nơi này, vì vậy tôi có nghe được những cái câu chuyện của các vị thiếu gia nói với nhau. Ok. 这里也燃着香，这香味越加浓郁了。Ở đây có đốt hương, mùi thơm càng ngày càng nồng. 好像是管家点燃的。Có vẻ như là do lão quản gia đốt. 不对。林福不是说他打不开这些房间的门吗？他是怎么进来点香的？Không đúng, lão quản gia Lâm Phúc nói rằng ông ấy không thể vào được những căn phòng này, làm sao mà có thể đốt hương được ở bên trong? 案发之前，管家好像是打不开这些门，但是在那之后，这些房间他都能进，包括小姐的房间，他也进去过。Trước khi cái chết của gia đình họ Lâm xảy ra, quản gia dường như không mở được những căn phòng này thật. Nhưng sau đó, ông ấy lại có thể ra vào được những căn phòng này, bao gồm cả phòng của phu nhân, ông ấy cũng có thể vào. 我猜应该是老爷告诉他打开房门的方法吧。Tôi đoán là ông chủ đã chỉ ông ta cách mở. 这些房间他都能打开吗？ Nói vậy thì lão quản gia có thể mở được những căn phòng này không? 好像是的，奴婢之前看见管家进出少爷们的房间整理东西。Có vẻ như ông ấy có thể mở được. Những người hầu nơi này thấy quản gia đi ra đi vào để thu dọn đồ đạc. 他还问过奴婢有没有在小姐的房间里见到过一个小瓷瓶子。Và ông ta còn hỏi những người hầu xem có nhìn thấy những cái lọ ngọc bích nhỏ không. 你去帮我把林福叫过来。Nhà ngươi hãy đi gọi cho ta Lâm Phúc ngay lập tức. 是，奴婢这就去叫。Vâng, nô tỳ sẽ đi gọi ngay. Lâm Phúc chính là cái lão quản gia nhé mọi người.Lâm Phúc thật sự kỳ lạ. Ông ấy nói với mình rằng ông ấy không thể mở được những cánh cửa này. Tiểu Dung nói rằng cái đĩa bạc này là của nhị thiếu gia. Bây giờ thì xem phòng của nhị thiếu gia có gì nào. Phòng nào ta? Đây à? Không phải, đĩa bạc mà. Đây. Ok. Vào trong thôi. Phòng của nhị thiếu gia.Nhị thiếu gia học nước ngoài. Đây là những linh thú, chuông gió. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm có vẻ thực sự quan tâm đến những linh thú này à? Linh thú, ok. Gì đây? 5 cái à? Còn thiếu một chuông gió nữa các bạn ạ. Thiếu một cái nữa ở đâu ta?Bên dưới cái bàn tính này có một cái hộp. Hình như là cái bàn tính này là có một cái cơ chế nào đấy có thể mở được cái hộp á. Đi đây. À, đây là cách dạy để mà tính cái bàn tính này các bạn ạ. Ok, được rồi. Ta biết tính cái này rồi. Chúng ta lấy được cái chuông gió hình con cá này. Bị thiếu mất một cái viên tính này.Ok, treo cái chuông này lên. Bây giờ thì rung sao nhỉ? Rung sao đây? Sai rồi các bạn ạ. Đầu tiên là hình con rùa này, ok. Hình con voi này. Rùa 1, voi 2, cá 5.Công 3. Con gì đây? Con lân 3. Lân 3. À rồi, rung 2 cái 3 mà. Đầu tiên tôi cứ tưởng là rung từ 1 đến 5, nhưng mà đây có 2 cái 3 là sao nhỉ? Không có 4. Vậy là rung đếm à? Rung đếm hay sao các bạn ạ? 1 này, 2 này, 3 này. Ok.
công 1 này, 2 này, 3 này. Cá 1, 2, 3, 4, 5. Voi 1, 2, 1. Ok, dùng đếm các bạn ạ. Cái gì đây? Một cái cuốn sổ sách ghi cái kiểu kế toán, ghi tiền nợ, tiền chi tiêu của nhị thiếu gia các bạn ạ. Đây để khoanh đỏ. Chỗ tổng tiền thì bị hai viên mực che mất rồi. Tổng tiền này. Vậy là liên quan đến cái bàn tính kia rồi. Bắt đầu thấy nhức đầu đấy các bạn ạ. Đây là chúng ta lấy được một cái viên viên tính đây. Lắp vô. Ôi giời ơi, đoạn này nhức đầu đấy. Đây, cái cuốn sách này nó sẽ nói về cách tính nhá. Mình sẽ nói sơ qua cho các bạn hiểu. Các bạn chỉ cần hiểu như này thôi. Cái hàng cuối cùng bên phải này là hàng đơn vị. Xong là cứ thế tiến sang bên trái. Đơn vị chục, trăm, nghìn. Đấy, chục nghìn, vạn đấy. Cứ thế tiến sang bên trái là tăng dần thôi nhá. Bên dưới này thì có 5 đơn vị. Khi mà chúng ta nhảy hết 5 cái á thì bên trên này nhảy 1. Tức là 1 viên bên trên sẽ tương ứng với 5. 1 viên bên dưới sẽ tương ứng với 1. Đấy, đơn giản thế thôi. Bây giờ sẽ tính cái chỗ này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cộng tổng đã. Cộng tổng hết những cái khoản nợ. Ôi giời ơi. Được rồi, tôi sẽ mở một cái notepad và dùng máy tính để tính nhé mọi người. Đầu tiên tôi sẽ mở một cái notepad. Nhìn cho nó trực quan. Mở luôn cả cái máy tính ở đây. Đó, ok. Dòng đầu tiên là chúng ta sẽ cho vay 3.920. Đầu tiên sẽ là 3.920. Ok, đây tôi sẽ chấm pháp vào đây cho nó trực quan. Ok. Dòng thứ hai là một cái khoản vay từ ngân hàng 23.216. 23.216. Ok. Dòng thứ 3 một cái khoản cho Lưu D là ai? Tổng giám đốc tòa nhà 32.110. 32.110. Đâu rồi? 32.110. Chấm phát cho nó trực quan. Ok. Dòng cuối cùng là sửa chữa 203.618 tiền. 203.618 tiền. Ok. Cộng tổng hết mấy cái này. À, chúng ta sẽ cộng nhá. 3920 cộng 23216 cộng 32110 cộng 203618 bằng 262.864. Ok. 262.864. Vậy là cái con số ở đây á là 262.184. 262. Đây là cái chỗ tổng nha các bạn. Đây là cái chỗ tổng này. Vậy là cái chỗ mực này là 2 này. 262 từ từ. Bao nhiêu nhỉ? 262.864 chứ. 262.864. Đúng không? Trời ơi, đêm muộn rồi nên là tôi hơi bị lú. Đúng rồi. 262.864. Ok. Vậy là chỗ này là 2 này. Và chỗ này là 6 này.
Bây giờ thì chúng ta sẽ xem những cái chỗ mà ô đỏ này là những con số nào. Nào bây giờ sẽ xem những cái chỗ mà khoanh tròn màu đỏ ấy là những con số nào nhá. Nào. Đầu tiên chúng ta ở đây chúng ta sẽ có số 2 ở đây. Tức là 200 ngàn đấy. 200 ngàn. Ok. 200 ngàn. Tiếp đến chỗ này chúng ta có hàng chục số 6 á. Cái mực này số 6 là 60. À, 60. Ok. À không, không phải 200 ngàn chứ rồi. Cái đoạn này là 2 ngàn thôi. Đây này. Tổng mà. Đây cái số 2 đấy, 2 ngàn thôi các bạn ạ. Tôi nhầm á, 2 ngàn thôi. Ok. Đơn vị đây số 6 đây là 60. Rồi. Tiếp theo cái chỗ này. Chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 2. Đây cái chỗ này mới là 200 ngàn này. Khoanh vào chỗ 200 ngàn. Bây giờ mới là 200 ngàn. Ok. 200 ngàn của 203618 á. Đây chỗ này chúng ta có 30 ngàn. 30 ngàn của 32110 á. 30 ngàn. Ok. Tiếp theo thì chúng ta có hàng đơn vị. Hàng đơn vị đây là 6 này. 6 đơn vị. Ok. Cuối cùng thì chúng ta có cái chỗ này số 9 này. Vậy là 900. Cuối cùng là 900. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cộng tổng mấy cái này lại nhé. Nào. Đầu tiên là 2.000 cộng với cả 60 cộng với 200.000 cộng với cả 30.000 cộng với 6 cộng với 900 bằng chúng ta có 223.966. Ok. 232.966. 232.966. Ok. Xong rồi. Don't save. Ok. Vậy là chúng ta có tổng những cái vệt đỏ là 232.966 nhé. 232.966. Các bạn ra đây các bạn thể hiện nó lên thôi. Đầu tiên là 966, tức là 6 đơn vị này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thêm 1 là 6. Ok. 5 thêm 1 là 6. Ok. Bên là 9 này. 5 này. 1, 2, 3, 4 này. Đây là 9 nhá. 9, 6, 6. 2, 3, 2. 1, 2. Ok. 1, 2, 3. 3, 2. Còn thiếu 2 nữa. 2. Rồi. 232.966. Chúng ta lấy được 2 cái đồng xu. Đồng xu để làm gì? Vãi trưởng ạ. À. Gì đây chẵn lẻ à? Đoán các bạn ạ. À. À, ngửa đi, ngửa. Úp mọi người ạ. Úp đi, cả hai bên đều úp đi. Một ngửa một úp chứ. Khó thế. Một ngửa một úp. Hai bên đều là úp. Căng nhỉ. Hai ngửa xem nào. Hai úp chưa? Hai úp đúng rồi. Trời ơi. Chúng ta lấy được một cái lọ có cái chữ vàng đây. Một cái lọ nhỏ, một cái lọ sứ. Một cái lọ ngọc chứ, một cái lọ ngọc có chữ vàng. Chìa khóa này chắc là chìa khóa phòng khác. Chắc phải có điều gì đó không ổn nên các con của Lâm Hồ mới cất giữ đồ đạc cẩn thận như vậy. Điều gì không ổn các bạn ạ? Không biết là điều gì. Ai, phòng nào đây? Đây à? Rồi. Không biết đây là phòng của ai. Một chiếc chìa khóa được thiết kế rất thông minh. Ok, đi vào đi, ông nói nhiều quá. Chiếc chìa khóa có hình con chim.
Đây là căn phòng của vị Tam thiếu gia nhà họ Lâm, là một tên lưu manh nhá. Tam thiếu gia là một tên lưu manh. Xem phòng anh có cái gì nào. Tại sao lại gọi anh ấy là lưu manh? Làm cách nào mà một cái hộp có thể để trong cái lồng chim này được? Ai đâu mà biết trời. Ông Tam thiếu gia này, ông ấy mê chim các bạn ạ. Ở đây có một cái chậu nước này. Còn cái gì không ta? Đây lại là một cái cơ chế khóa, cơ quan khóa. Tam thiếu gia nhà họ Lâm không thiếu hiểu biết như lời đồn đại, ok. Tức là ông ấy tạo ra một cái cơ chế khóa rất là đặc biệt. Gì đây nhỉ? Ok. Ok. Ở đây thì chúng ta có một cái chữ là bên phải à? Đúng rồi, bên phải. Cái này là bên trái. Cái này là gầy. À, bên phải. Con chim bên phải, ok. Đầu nó nhìn sang bên phải. Con chim này thì bên trái, ok. Gầy, tức là cái bình này gầy, cái bình này mập. Vậy là đổi vị trí hai cái này là xong. Yes. Chúng ta lấy được một cái ly ở đây. À, ly để làm gì nhỉ? Múc nước hả? Rồi rồi, tôi nhìn thấy cái chậu nước đây rồi. Ok. Đổ vô. Lấy được cái hộp này các bạn này. Cái hộp này để làm gì? Ở đây còn cái gì không nhỉ? Cái hộp này để làm gì? Một cái hộp. À rồi, để cái hộp vào đây hả? Lại một cái loại cơ quan gì đây? What? Ghép xem cái nào đẹp à? Đây, có một cái đây. Ok. Có hai cái đây. Ờ, có ba cái đây, có bốn cái. Ô, bên dưới này có 1, 2, 3, 4. À vậy là 4 cái kia rồi. Nhưng mà đây là số mà. Đây là số mà. Cái kia là hoa mà. Đếm cánh à? Ô điên. Nhiều cánh như này mà. Đây đâu có nhiều vậy đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à. Ta theo vị trí các bạn ạ. Đầu tiên sẽ là 2 này. 2, 9, 8, 7 2, 7 5 2, 7, 5 và 9. Tức là 2, 5, 7, 9. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ có 2. Ok, tôi sẽ cho 2 trước nhá. 2 này. Tiếp đến là 5. Ok, mình sẽ giấu nó sang bên này để cái số 5 nó có thể di chuyển được á. Đây. Tiếp theo là 7. 7 đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 đây. Ok. 7. Nào. Cuối cùng là 9. À, đây, 9 đây. Ok. 2, 5, 7, 9. Chúng ta tiếp tục lấy được một cái bình ngọc nhỏ và một con xúc sắc. Lâm Phúc muốn lấy cái bình ngọc này để làm gì? Vẫn là câu hỏi. Lâm Phúc muốn lấy để làm gì? Đây, chúng ta sẽ ra cái chỗ cánh cửa mà có con xúc sắc. Thưa ngài, ngài đã mở cửa căn phòng của Tam thiếu gia đúng không? Ồ, Lưu Rồng à, Lâm Phúc gọi lại rồi mà. Đúng vậy, Tiểu Dung, Lâm Phúc đã quay trở lại chưa? Lưu Bi đâu chỗ trở biến rồi, cũng không tìm được quản gia của Dung Ying. Không biết quản gia đi đâu rồi. Tôi đã đi tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thấy Lâm Phúc đâu cả. Không biết là cái ông quản gia ông ấy đã đi đâu rồi. Vũ Chiên à, tôi không phải là ta hậu trợ mà. Ta đi đâu rồi? Ông ấy đã mất tích sao? Tôi đã nói ông ấy đợi phía dưới mà. Ông ấy đã đi đâu? Nô bi cũng không rõ. Từ khi Lâm gia án, Nô bi cảm thấy quản gia quái quái.
像换了个人似的。奴婢cũng không biết nữa, kể từ sau khi vụ án nhà họ Lâm xảy ra, ông ấy hoàn toàn thay đổi, giống như một người khác vậy. Ồ, 你为何会有此感觉? Tại sao ngươi lại có cảm giác như vậy? 具体奴婢也讲不太清楚，总觉得管家变得神神秘秘的，他好像一直还在宅子中寻找什么东西。Nô tỳ cũng không rõ nữa, đó chỉ là cảm giác cá nhân thôi. Quản gia trở nên thần bí và ông ta luôn luôn tìm kiếm một thứ gì đó. 他找什么东西？难道是那些瓷瓶？ Ông ta đang tìm kiếm một cái gì đó, có phải những chiếc bình ngọc này phải không? 这奴婢就不知道了。Nô tỳ cũng không biết nữa. Lý Rong, 你马上再去找找林福，一旦发现他的踪影，就立马回来告诉我。Tiểu Dung, nếu như ngươi nhìn thấy Lâm Phúc, hãy quay trở lại đây báo cho ta ngay lập tức, nhớ chưa? 是，大人。Dạ, thưa đại nhân. Tiểu Dung lại đi rồi. Chúng ta có cái căn phòng đây. Căn phòng cuối cùng của một tay cờ bạc đại thiếu gia. Đây là căn phòng cuối cùng trên lầu 2 của đại thiếu gia. Nghe nói rằng hắn là một người mê cờ bạc. Ok. 同我猜牌，那就来吧。Chúng ta phải chơi một cái trò đoán bài các bạn ạ. Là sao? Chơi tam cúc à? Cái gì đây? Là sao là sao? Ui, nhìn xem con cá nó ở chỗ nào. Tập trung này. Ok, đây. Ui, chết rồi. Nào, ok, đây. Ui dồi ôi, đêm rồi các bạn ạ. Tôi không thể tập trung nổi. Ok, đây. Rồi. Cố gắng nào. Ui. Cái nào nhờ? Đây hả? Chết cha. Nào. Đây, ok. Chúng ta lấy đâu một cái bình ngọc nữa. Domino này mình thấy ở trên bệ cửa sổ á. Cửa sổ chỗ nào? Cái gì đó? Có một cái thanh domino nữa. Vẫn là cái câu nói trên bệ cửa sổ đây. Đây hả? Đại thiếu gia nhỏ Lâm rất thích chơi cờ bạc. Ngay cả rèm cửa sổ cũng có hình dáng của domino. Hình như có liên quan gì đến những cái thanh domino ở dưới hả? Đây. Nhét vô. Còn thiếu một thanh nữa. Cuốn sách này. Còn cái gì nữa? Chỗ nào? Cái tủ này cũng hết rồi. À đây. Ui, giật hết cả mình. Mình đã nhìn thấy ảo giác rồi. Có lẽ do làm việc quá sức. Không phải đâu. Do hít nhiều hương liệu quá nên là bị ảo giác. Đây, chúng ta lấy được thanh cuối cùng đây. Rất may mắn là tôi biết chơi cái trò này các bạn ạ. Nếu như các bạn chơi cái trò domino này thì các bạn cũng biết là cái số ở dưới này nó sẽ trùng, giống kiểu chúng ta sẽ xếp liên tiếp á. Một cách chơi rất là cổ điển của domino. Ví dụ nhá, ở đây là 3 đúng không? Thì cái chỗ này cũng là 3. Dưới này là 4. Thì cái chỗ này cũng phải là 4. Đấy, vậy là cái thanh này đúng rồi này. Tiếp đến là chúng ta sẽ tìm một thanh 4 tiếp. Đây, ví dụ nhá. Đây, ví dụ tôi tìm một thanh 4 đây. Đúng rồi. Mà nó phải trùng chỗ này nữa. Tại vì chỗ này là thanh 5. Nên là mình phải tìm một cái thanh 4-5. Đây, phải là cái thanh này. Tôi đi đảo lên thì nó mới giống chỗ này là 5. 5 xong thì mình thấy bên dưới là 2. Thì cái chỗ này cũng phải là 2. Ok. 2 xong thì 2 xong. Ừ. 2 xong thì chúng ta phải từ 2 xong rồi chúng ta tìm một thanh 3 tiếp. Đây, 3. Ok. 3 thì liên quan đến 6 thì nó không phải là thanh 2 này rồi. Nó không phải thanh 2 này, tại vì cái cuối này là phải là thanh 2 cơ. À đó, là thanh 6 á, đúng rồi. Thanh 6 đây. Đúng rồi các bạn ạ. Thì nó trùng với số 6 đây. Bên trên này là 2. Thì chúng ta cũng đặt 2 trên này thôi.
下去了你。2, 5 đúng rồi mà. Trời ơi, tôi nhầm cái số dưới này. Cái chỗ này phải là 1, 1 trùng 1 các bạn ạ. Nó phải là thanh này. Thì nó trùng thanh này là 2. Trùng màu, trùng số cơ. Trời ơi, tôi nhầm á. Bên này sẽ phải là 5 này. Chỗ này phải là 5 nhá. Đây, thì cái 4 ở bên này. Và cuối cùng mà. Đấy, cuối cùng là số 2. Lâu không chơi, quên. Cái trò này lâu lắm rồi mới chơi. Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Nếu mà một người mà không biết những kỹ năng chơi cờ bạc thì làm sao mà có thể giải được. Nếu mà đại thiếu gia nhà họ Lâm mà học hành tử tế, chắc chắn sẽ trở thành một nhân tài của đất nước. Chơi cờ bạc mà lại trở thành nhân tài đất nước à? Cái miếng gỗ này là một phần cơ chế của cái cánh cửa ở căn phòng ở dưới nhà. Ok, mình sẽ xuống dưới nhà các bạn ạ. Không biết là cái ông Lâm Phúc ông đi đâu rồi. Rồi, cái này dài sao? Vãi cả xoay ạ. Ú, tôi xoay bừa bừa kiểu gì đúng luôn. Có nhiều thứ trên thế giới này nó bất ngờ. Chúng ta không cần phải dùng não các bạn ạ. Bấm đại đại là được. Căn phòng này là của ông Lâm Hồ. Của Lâm Lão Gia à? Cái gì đây? Đây như là nhật ký của ông ấy. Ông ấy đang viết kỳ quái gì. Ông đang viết về những đứa con của ông ấy đã lấy đi những thứ của ông ấy hả? Tôi không hiểu lắm. Bỏ qua đi. Tìm kiếm con đường để trường thọ, trường sinh một lần nữa. Ông này ông đang chế thuốc trường sinh hả? Ngôi nhà ở nơi này khắc cái chữ trường thọ trên xà nhà lư hương tất cả mọi nơi. Bây giờ ngay cả tủ này cũng có chữ trường sinh. Hắn đang muốn làm điều gì? Có lẽ nào hắn muốn tinh luyện thuốc trường sinh. Ok, chắc là hắn muốn tinh luyện thuốc trường sinh này. Ui, gì đây? Tôi vừa làm rơi cái gì hả? Đây là khế ước của Lâm Phúc các bạn ạ. Khế ước gì ạ? Đây là một cái khế ước bán thân. Cái ông Lâm Phúc này ạ, ngày xưa ông ấy tên là Lưu Đức. Nhưng mà do nhà ông ấy nợ nhiều tiền Lâm Lão Gia quá, thế là ông ấy phải bán thân vào làm quản gia cho gia đình Lâm Lão Gia. Ừ, Lâm Lão Gia. Ông ấy bán thân, khế ước bán thân các bạn ạ. Đổi tên thành Lâm Phúc. Trước đây ông ấy là Lưu Đức. Rồi ok, tạm hiểu thế đi. À, cái gì đây? Những cái bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 8 bông hoa các bạn ạ. Bên dưới này là gì đây? Bên dưới này có những câu thơ à? Vậy chắc là dựa vào những cái câu chữ ở đây rồi, chúng ta đã bắt đầu cái trò so sánh hay sao á. Chút nữa đi, tôi xem xung quanh còn gì nữa không. Tên Lâm Phúc này thật đáng nghi ngờ. Không biết hắn tìm gì trong những chiếc bình ngọc nhỏ. Mà không biết cái vị hương liệu này làm từ gì. Ngửi nhiều mình bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt rồi đấy. Gì đây? Lâm Hồ cất một cái nụ sen ngọc vào trong lư hương. Không biết là cất đi để làm gì. Để làm gì không biết. Gì đây? Hết rồi các bạn, căn phòng này hết rồi. Rồi bây giờ tập trung giải cái chỗ bông hoa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Nào, đầu tiên là so sánh nhá. Chữ đầu tiên. Chữ đầu tiên cong cong. Cong cong và gạch chéo hả? Có không? Cong cong và gạch chéo. Cong cong và gạch chéo. Không có à? What? Cong cong và gạch chéo. Đây đây đây. Ngay cái chữ đầu tiên luôn. Có phải hai chữ đấy không? Sang bên này, sang bên kia.
Sang bên này, sang cái đúng rồi. Vậy là nó là cái bông hoa. Ủa là sao? Là số 1 đấy hả? Từ trái có phải? Ok, nó là cái bông hoa này. Là số 1. Đâu ta? Bông nào đây? Bông này là số 1. Đúng không? Nhìn lại phát nữa rồi. Ok. Tiếp theo là vậy là chúng ta mất hai con chữ rồi. Mất hai con chữ rồi. Tiếp theo là hình sĩ. Cái nào có hình sĩ và cái hình này? Con chữ hình sĩ hả? Hình sĩ. Đây. Hình sĩ này có 3 chữ, hình sĩ này có 2 chữ, có 2 cái, 2 chỗ. Để xem nó là hình sĩ nào. Hình sĩ mà có cái ô vuông. Hình sĩ ô vuông. Đây. Vậy là nó là 3 chữ các bạn ạ. Đúng không? Đây, đúng rồi. Vậy hình sĩ này là hình sĩ 3 chữ, là số 2. Số 2 là cái bông hoa này. Một cái loại hoa tròn tròn to to. Số 2, đây hả? Ok. Đúng không? Nhìn lại phát. Đúng rồi. Tiếp theo. Mất 2 chữ này, mất 3 chữ rồi này. Tiếp theo là chữ này. 2 cái chữ cong cong phải phải luôn. Hoặc là 3 chữ. Hoặc là 2 chữ. Ok. Hoặc là 1 chữ. 2 chữ cong cong phải phải. 2 chữ cong cong. Đây, 1 này. 2, ok. Vậy là cái bông hoa này là số 3. Bông hoa cao cao số 3. Đây. Ok. Số 4. Mất 2 chữ cong cong. Vậy là số 4 sẽ là một là cái chữ này. Bắt đầu bằng cái chữ này. Ok, nó chỉ là 1 thôi, hay quá. Là cái bông hoa này. Cái nào ta? Đây, một cái loại hoa nữa. Số 4. Ủa, bông này hả? Phải bông này không? Từ từ nhìn lại phát. Ok, đúng rồi. Tiếp đến là số 5 đây. Số 5, 3 chữ hay 2 chữ? Chữ E. Và gạch. Chữ E tiếp theo. Chữ E tiếp theo là số 3 đây. Số 3 đây. Có đúng một gạch không? Một gạch, đúng rồi. Đúng số 3 rồi. Hoa cong hai bên là số 3. À số 5 chứ. Số 5, hoa cong hai bên là số 5 đây. Ok. Còn ba cái bông cuối này tôi sẽ gian đầm đi. Không phải. Vậy thì cho chữ này lên đầu đi. Không phải luôn. What? Mình sai đâu nhỉ? Số 6 đi xem nào. Đây, có một sĩ. Số 6 có một sĩ. Một sĩ. Tính gian đầm cho nhanh mà cuối cùng vẫn phải nhìn. Đây. Là cái bông hoa kia. Đây. Này đúng rồi mà. Sao không được? Ok. Trời ơi. Lấy gian đầm thiếu các bạn ạ. Chúng ta lấy một cái bông sen đây. Ôi gì đây? Chúng ta lấy được hai cái nụ ngọc, dường như nó đã đặt lên đây. Một này, hai này. Rồi sao nữa? What? Mới đầu nhìn cái mà tôi thấy lú luôn rồi đấy. Cánh cửa này nó có giống không? Ghép kiểu gì trời? Nhìn loạn mắt vãi chưởng luôn á. Ok. Tại vì nó sẽ có những cái viên góc á. Ví dụ đây góc này.
Rồi. Góc này. Góc này. Ok. Chúng ta tìm thêm một viên góc nữa. Góc này. Ok. Tiếp đến là chúng ta tìm những cái nét thẳng ở bên bên trái. Đấy, đúng này. Những cái nét thẳng ở bên trái. Ủa là sao nhỉ? Không, cái này sai rồi. Cái này sai, hai cái này thì dính nhau. Nhưng mà cái này sai. Cái nét bên trái. Ủa là sao? Nếu mà nét bên trái thì còn cả cái này nữa cơ. Không phải. Nét bên trái. Nét bên trái. Cái này không phải luôn. Vậy là cái nào? Cái trên này không phải. Còn cái nét bên trái nào nữa đâu nhỉ? Nét bên trái. Đây. Ok, đúng này. Xem cái nét bên phải như nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái nét thẳng bên phải. Ê, không phải à? Nét thẳng bên phải. Ok. Ok. Cái cuối này hơi lệch, cái cuối này sai này. Ủa, cái nào có chữ cái cuối nhỉ? Đây à, không phải. Cái cuối cái nào? Cái cuối cái nào mà nó phải cong vào? Cuối cái nào mà nó phải cong vào? Không phải cái này. Cuối cái nào, trời ơi. Show miên lo. Không có cái nào luôn. Thôi kệ đi. Chúng ta sẽ ghép cái trên này đã. Đây cái này. Ê, mấy cái nét thẳng trái này sang bên này nhá. Ok. Ủa là sao nhỉ? Mấy cái nét thẳng trái sang bên này hả? Còn bên này là mấy cái nét thẳng phải. Ủa, đúng này. Không phải cái này. Ui, đúng rồi. Cuối này là cái nào? Tôi còn thiếu đúng cái cuối này thôi là đẹp đội hình rồi mà. Đây đây đây. Ok. Đẹp đội hình, đẹp đội hình rồi. Ok. Không đúng à? Xong rồi mà. Bao công sức của tôi. Là sao không đúng à? Vậy thì mình đổi vị trí hai cái này nhá. Đổi vị trí các bạn ạ. Ok. 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 Đổi vị trí trời ơi. Hóa hết cả mắt. Đây, lấy được cái bình ngọc cuối cùng. Vậy là chúng ta đủ 5 bình ngọc rồi. Ngũ hành đây rồi. Chơi chứ ra hơi tôi ăn mến. Bù xin. Thô hò yên. Ở dưới này còn có một cánh cửa bí mật nữa. Đầu tôi choáng váng quá. Xỉu ơi. Ờ, Lâm Phúc kìa. Là sao ai đây? Xỉnh xỉnh, khỏe xỉnh xỉnh. Dậy đi. Ai đây? Đỗ Trọng à? Đỗ Trọng các bạn ạ. Nì, sư sầy? Wà, chơ sư cây nà lì? Những người là ai? Ta đang ở đâu? Chơ sư Điên Phủ đà địa lão. 你一定是被隐灵香迷晕了才被人关到这里的。
Đây là ngục giam của gia đình họ Lâm. Người đã bị hương khí làm cho choáng và bị nhốt ở dưới này. Hình Linh Xiang, hào xú xí đa mình dân. Hương khí, một cái tên rất là quen thuộc. Yên Linh Xiang sử dụng yên linh thảo do thành đa xuyên xiang. Sư lượng xí rụ có yếu an sần trân chinh đa dụ dụng. Xí rụ quá lượng dở hội yên chỉ hoan chuyện, sân chỉ hôn mỉ. Đó là một cái loại hương liệu được chế từ cỏ di linh, cỏ thuốc viện đấy các bạn. Tôi đoán là cái thuốc viện đó. Nó rất là dễ chịu nếu mà hít vào một lượng nhỏ, nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể gây ra ảo giác, thậm chí hôn mê. Ồ, 原来林府上下所燃之香就是这引灵香. Hóa ra đây là cái hương mà được đốt khắp mà gia đình họ Lâm. 难道是我在林府中所见到的那些鬼影 都是因为吸入了过量的引灵香而产生的幻觉. Có lẽ nào những cái hồn ma mà tôi gặp phải chỉ là do tôi tưởng tượng ra do hít quá nhiều cái loại hương liệu này. Ok. 这样就说得通了. Điều đó có nghĩa là. 对了，你还没说你到底是谁，为何被关在这林府地牢之中？ Nhân tiện, nhà ngươi là ai? Tại sao lại bị nhốt ở ngục của gia đình nhà họ Lâm? 我叫杜仲. Ta là Đỗ Trọng. 什么？你就是杜仲. Cái gì? 你怎么在这里? Ngươi ở Đỗ Trọng, ngươi làm gì ở dưới này? 我来林府给林老爷治病，林老爷说我是个庸医，便把我关这里了。Ta đến dinh thự nhỏ Lâm để chữa bệnh cho Lâm Hồ. 事情没那么简单吧？我看你不是来给林朝宗治病，而是来杀他的吧。 Không đơn giản như vậy đúng không? Ta không nghĩ ngươi tới đây để chữa bệnh cho Lâm Hồ. Ngươi tới đây để giết hắn, đúng không? Nhi怎么知道? Nhà ngươi tại sao biết điều này? Lâm Hồ Tông có nhiều sao phụ chi chầu. Nhi怎么可能来给他治病呢? Lâm Hồ có mối thù giết cha ngươi, vì vậy ngươi tìm tới đây để trả thù. 实不相瞒，我就是朝廷派来调查林府的大理寺寺正。林府灭门案是不是你所为？ Thành thật mà nói, ta được triều đình cử xuống đây để điều tra vụ cái chết của gia đình nhà họ Lâm. Ngươi đã giết 5 người nhà họ Lâm, đúng không? Hừm,我要是能杀掉林朝宗，也不至于会被关在此处了。事已至此，我便告诉你吧。 Nếu mà tôi giết 5 người gia đình họ Lâm, thì tại sao tôi lại bị nhốt dưới đây? Thế được rồi, bây giờ tôi sẽ nói thật cho ngài biết. 我家世代行医，我父亲更是医术精湛，被朝廷招去太医院供职。 Gia đình tôi làm nghề thuốc bao đời này. Cha tôi rất giỏi về thuốc, được triều đình tuyển vào cung thái y viện. 我家有一张世代相传的长生药方，只因这药方所记载的炼药之法过于邪恶，一直被我父亲秘密收藏。 Gia đình tôi có một công thức để chế thuốc trường sinh, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ vì công thức này ghi lại phương pháp tinh chế thuốc quá là tàn ác, nên cha tôi đã bí mật giấu nó đi. 谁知在前些年，林朝宗不知道从哪里得知我家里有着长生药方，便千方百计地想要夺取。 Ai dè mấy năm nay Lâm Hồ không biết ở đâu biết thông tin tôi có bài thuốc trường sinh bất tử, nên tìm mọi cách muốn chiếm đoạt. 后来更是在圣上面前诬陷我父亲，以至于父亲被朝廷关入大牢。 Về sau cha tôi bị Lâm Hồ vu oan tội phản quốc, để rồi cha tôi bị triều đình nhốt vào ngục lao. 林朝宗便以此威胁，不想我父亲死在牢中，就让我交出长生药方。 Lâm Hồ đã đe dọa tôi, nếu không muốn cha ngươi bị chết trong ngục tù, hãy đưa bài thuốc trường sinh ra đây. 那后来呢? Sau đó thì sao? 后来，我为了救出我父亲，就只好把药方交给了林朝宗。 Sau đó để cứu cha mình, tôi đã đưa bài thuốc trường sinh cho hắn. 不料，我父亲年老体衰。 根本经受不住牢中苦寒，早已死在牢中。林朝宗交给我的是我父亲的尸体。 Không ngờ rằng cha tôi đã già yếu, không thể chịu được cái lạnh buốt giá trong tù. Ông đã bị chết trong tù, còn Lâm Hồ giao lại xác của ông cho tôi. 母亲听说父亲去世的消息，一时情绪过激，心悸发作，也随父亲而去。 Khi nghe tin bố tôi mất, mẹ tôi cũng vì đau buồn quá nên đã mất theo. 这个林朝宗真是作恶多端。 Tên Lâm Hồ này thực sự đang làm quá nhiều điều ác. 我且问你，三个多月前死在你药铺里的人是谁？ 你为何要让长斌把他的面皮做成人皮面具？ Người hãy cho ta biết, cách đây hơn 3 tháng,
Đã có một người chết trong tiệm thuốc, tại sao nhà ngươi lại yêu cầu Thường Tân làm mặt nạ ra người từ người ấy? Thế thế đại nhân là sao mà biết được? Đại nhân, tại sao người lại biết chuyện này? Ngươi không cần quan tâm làm cách nào ta có thể biết, mau trả lời câu hỏi của ta đi. Nay rì yè lì, wo zheng chuẩn bei da yang shi, yao pu tu ran lai le ge huan shen shi shang de ren. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm thuốc thì bất ngờ có một người đàn ông bị thương rất nặng xuất hiện trước cửa tiệm thuốc. Si ren zi cheng shi lin fu de ren, chu fu cai ban zao yu le qiang dao, yi zhi yu shen shou zhong shang, pao de wo yao pu zhi shi yi jing shi qiang nu zhi mo, zui zhong shi xue guo duo er si zai le yao pu. Người đàn ông này tự nhận đến từ Lâm Trang Viên và ông ta đã gặp phải bọn cướp khi đi mua hàng. Ông ấy bị thương rất nặng khi chạy đến tiệm thuốc của tôi, đã mất rất nhiều máu và không qua khỏi, chết ngay ở trong tiệm thuốc. Vì vậy, nhà ngươi đã giao cái xác chết cho Thường Tân, ngươi sử dụng nó để làm mặt nạ ra người, đúng không? Rồi ngươi sẽ đeo cái xác chết cho Thường Tân vào phủ. Sau đó nhà ngươi dùng mặt nạ ra người lẻn vào dinh thự nhà họ Lâm tìm cách giết Lâm Hồ phải không? Chính như đại nhân đã nói, tôi vốn là dự định như đại nhân nói quả không sai, ta đã dự định lên kế hoạch là như vậy. Ai biết nhà Lâm Chào Tông lão奸巨猾, tôi tuy đeo cái mặt nạ da người nhưng vẫn lộ ra sơ hở bị hắn phát hiện. Nhưng mà Lâm Hồ quả là một tên xảo quyệt, mặc dù tôi đã đeo mặt nạ ra người, nhưng hắn vẫn nhận ra khuyết điểm của tôi và tôi đã bị phát hiện. Vì thế, ta bèn dùng yên linh xiang giăng wo mi dao, quan zai le ci chu. Lão ta đã khiến tôi ngất đi bằng hương liệu rồi nhốt tôi ở đây. Vậy, người đã chết trong tiệm thuốc là ai? Là Lin phủ đa quản gia, Lin phủ. Đó. Đó chính là lão quản gia Lâm Phúc. Gì? Bạn nói người đó là Lâm Phúc? Nghĩa là ông ta đã chết vào tháng 3 trước. Thi thể đã được bạn lấy đi làm mặt nạ da người. Ngươi nói cái gì? Là Lâm Phúc sao? Nói cách khác, ông ta đã chết cách đây hơn 3 tháng rồi và cơ thể ông ta được dùng làm mặt nạ da người. Đúng, ngày đó chết ở tiệm thuốc của tôi chính là Lâm Phúc. Đúng vậy, Lâm Phúc chính là người đàn ông đã chết trong tiệm thuốc của tôi đêm hôm đó. Vậy thì Lâm Phúc mà tôi gặp ở dinh thự nhà họ Lâm tối nay là ai? Tổng chí, không thể là thật Lâm Phúc. Tôi bị khốn trí khi, cái trang nhân phim mặt nạ đã bị chỉ sở tung, nên là rơi vào Lâm Chào Tông tay trong. Chắc chắn đó không phải là Lâm Phúc thật. Khi tôi bị nhốt ở dưới này, chiếc mặt nạ da người đã biến mất, có lẽ nó đã rơi vào tay của Lâm Hồ. Tôi hiểu rồi, Lâm Hồ đã giả chết rồi đeo mặt nạ cải trang thành Lâm Phúc để kẻ thù không đến tìm cách trả thù ông ta. Ta có thể thâu thâu luyện chế trường sinh dược rồi. Hào một cái kim chăn thua chảo. Làm như vậy, ông ta có thể bí mật luyện chế thuốc trường sinh, một kế hoạch hoàn hảo, ve sầu thoát xác. Thế mà nói, tôi tối nay gặp được Lin Phu, thực ra là Lin Chào Tông. Nói như vậy, Lâm Phúc mà tôi gặp tối nay, thực sự là Lâm Hồ sao? Nhất định là hắn. Đại nhân, ngài nói hắn có mấy người con trai cũng chết. Chính xác là vậy, thưa đại nhân. Đại nhân còn nói con trai và con gái của ông ấy đều bị chết sao? Sì ya. Nếu quả nói Lin Chào Tông là giả tử, na ta de qi ge er nu bu ke neng ye shi giả tử. Đúng vậy, cả gia đình Lâm Hồ đều bị chết, tổng cộng có 5 người. Tiên na. Wo xiang tong le. Ta qi ge er nu yi ding shi bei Lin Chào Tông sa hai de. Thật dã man, có thể các con của ông ta bị chính ông ta giết chết. Mei xiang dao. Lin Chào Tông vì là luyện chế trường sinh dược, cư nhiên như thế phong cuồng, đến tự kỷ đệ thân xương cốt nhục đều năng hạ được chủ sở. Không ngờ rằng chỉ để luyện thuốc trường sinh mà Lâm Hồ đã trở lên điên cuồng như vậy, đến mức có thể giết được con của chính mình. Hồ, chớ là từ hồ sơ chỉ. Người lấy những thông tin này ở đâu? Đại nhân nên có sở bất chi. Nơi trang trường sinh dược phương sở ghi chép đệ luyện dược chi pháp, rất là tà dị, cần phải lấy người chết luyện dược.
Thưa ngài, đây là phương pháp luyện chế thuốc trường sinh. Nó rất tàn ác, nó cần phải lấy máu của người còn sống để tinh chế thuốc. Bình chỉ là需要集齐金木水火土五种命格之人的血才能炼成此药。林朝宗曾经拿他和他儿女的生辰八字给我看过。Hơn nữa, muốn chế tạo ra loại thuốc trường sinh, phải lấy máu của 5 người, đủ 5 mệnh, kim, mộc, hỏa, thủy, thổ. Lâm Hồ đã từng cho tôi nhìn thấy ngày sinh của các con của ông ấy. 他的四个儿女加上他自己刚好集齐五种命格之人，只需取血便可。Ba người con trai, một người con gái và cả Lâm Hồ nữa là vừa đủ 5 mệnh, chỉ cần lấy máu của 5 người này là có thể chế thuốc trường sinh. Hồ, 这取血非要取人性命不可吗？ Nói như vậy có cần phải lấy mạng sống của họ không? 那倒也不必，这血每种属性只需一杯即可。Lấy mạng sống là điều không cần thiết, chỉ cần lấy máu mỗi thuộc tính là được. 只是林朝宗为了假死，那就索性将自己的儿女一并杀死。Chỉ là Lâm Hồ đã giết chết chính những người con của mình để hắn có thể có một cái kế hoạch giả chết thật là hoàn hảo. 这样才有说服力骗过别人。他树敌无数，只死自己一人，未必能够隐瞒住自己的仇家。Lâm Hồ có rất nhiều kẻ thù, chỉ có cách này mới có thể che giấu người khác, che giấu thân phận, không để kẻ thù phát hiện. 这林朝宗已经疯了。Lâm Hồ thực sự đã phát điên rồi. 原来如此，想必他的儿女此前已经将各自的血都准备好了，只是都藏了起来，并未交给他。Thì ra các con của ông ta đều đã chuẩn bị sẵn máu từ trước, nhưng chúng đều giấu đi và không đưa cho ông ta. 他也一直都未找到，此后尸体被衙门所留，也无法再次进行取血。Ông ta cũng không biết vị trí các con của ông ấy giấu những cái lọ máu ở đâu. 而时间一久，尸体腐烂，那时的血恐怕也不能再炼药了。Và ông ta cũng không thể lấy thêm được máu từ các con của ông ấy nữa, vì để một thời gian, xác chết sẽ thối rữa, không còn khả năng lấy máu được. 所以我在林府找到的那几个瓶子里装的，应该就是他和他几个儿女的血。Vì vậy, những cái lọ ngọc mà tôi tìm thấy trong dinh thự nhà họ Lâm chắc chắn là chứa máu của ông ấy và bốn người con trai và những người con của ông ấy. 此后被迷晕，这些瓶子已经落入他手了吧？怪不得他让我找到这些瓶子要交给他。好你个林朝宗！Những cái lọ ngọc đựng máu này đã rơi vào tay của ông ta rồi. Ông ta còn nhờ tôi đưa cho ông ta nếu như tìm thấy những cái lọ ngọc này. Quả là một kế hoạch hoàn hảo mà. 大人，大人，您在里面吗？Tiểu Kỳ tới đây, Tiểu Kỳ tới đây kiểu gì nhỉ? Đại nhân, đại nhân, ngài có trong đó không? 小琪，你是怎么找到这里的？ Tiểu Kỳ, làm cách nào ngươi có thể tới được đây? 我完成了大人的嘱托后，就来林府找大人了。林府上下都被找遍了，也没找到大人。Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà đại nhân giao phó, tôi đã ngay lập tức quay trở lại dinh thự nhà họ Lâm tìm kiếm đại nhân, nhưng mà tôi đã không tìm thấy. 是这位绿绒姑娘带我来这里的。Cũng may là tôi gặp Tiểu Dung cô nương, cô ấy đã đưa tôi tới đây. 奴婢知道林府这样一个地牢，林府上下不见裴大人，奴婢就想裴大人恐怕在此处，就带这位齐大人来这里了。Nô tỳ biết rằng Lâm Trang Viên có một ngục tối. Sau khi tìm hết dinh thự nhà họ Lâm, không thấy Bùi đại nhân đâu. Nô tỳ nghĩ rằng Bùi đại nhân có thể đã bị nhốt ở dưới ngục tối này. 小琪，那仵作可有安顿好？ Tiểu Kỳ, Tường Tân sao rồi? 唉，我还是慢了一步。当我再次赶到县衙牢房时，那仵作已被人杀害了。Thật đáng buồn, tôi đã chậm một bước, Tường Tân đã bị sát hại rồi. 唉。怪我考虑不周，害他丢了性命。Tất cả là lỗi của ta, đã không suy nghĩ kỹ càng, khiến cho Thường Tân mất mạng. 大人，这也不能怪您，谁能料到还会有人去害他？ Đại nhân, không thể trách ngài vì điều này. Ai ngờ lại có người làm hại ngài cơ chứ? 这门从外面锁上了，我先想办法放您出来吧。Cửa bị khóa từ bên ngoài, tôi sẽ cố gắng đưa đại nhân ra ngoài trước. 齐大人。我可能知道钥匙藏在哪里，我带您去找钥匙。Tiểu Kỳ đại ca, tôi biết chìa khóa đang được giấu ở đâu, tôi sẽ đưa anh đi tìm kiếm chúng. 好，如此就劳烦姑娘了。大人，我去去就来。Vậy tốt rồi, làm phiền Tiểu Dung cô nương. Đại nhân, tôi sẽ đi tìm kiếm chìa khóa. 长兄，没想到长兄也，
定是因为那张人皮面具，是我害了他。Thường Tân đã chết sao? Không ngờ rằng chiếc mặt nạ da người mà anh ấy làm cho tôi đã giết chết anh ấy. Thật liên lụy quá mà. Tu Trung, 你身为一个医者，理应悬壶济世，治病救人，而不是处心积虑的想要杀人报仇。Đỗ Trọng, nhà ngươi là một thần y, trách nhiệm của ngươi là cứu chữa những người bị bệnh, cứu người, chứ không phải lên kế hoạch để giết người. 到头来，只会害人害己。别忘了，你还有个女儿在等着你回去。你要是有个闪失，你女儿怎么办？Cuối cùng, ngươi sẽ chỉ hại chính bản thân và những người thân xung quanh của ngươi mà thôi. Đừng quên, ngươi vẫn còn một người con gái tên là Tiểu Lan đang đợi ngươi ở nhà. Phi Lan. Tiểu Lan. Sì? Yêu là ngươi. Là ai? Lại là ngươi. Đại nhân, 我们找到了一个铜匣子。Đại nhân, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp. Lưu Rong cô nương 说，牢门钥匙应该就在这个匣子里。但是上面有个机关，我破解不了。Tiểu Dung cô nương nói rằng chìa khóa được cất trong chiếc hộp này, nhưng mà nó có một cơ chế mà tôi không thể giải được. 我放在门前了，大人您看看能不能打开匣子。Tôi sẽ đặt nó ở đây, ngài có thể qua xem qua. 对啊，我以前看见老爷打开这个匣子，从中取出过一把钥匙，我想那应该就是牢房门钥匙。Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy lão gia mở chiếc hộp này, lấy chìa khóa ra. Tôi nghĩ chiếc chìa khóa đó sẽ là chiếc chìa khóa mở cửa phòng giam. Đây, chúng ta sẽ qua đây, chúng ta xem cái hộp này. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi dồi ôi, cơ chế là gì đây? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cơ chế là gì đây? Bấm những cái nút nào? Không có manh mối gì à? 1, 2, 3, 4 các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà trên này chỉ có 2 thôi. Đỗ Trọng, ngươi có sáng kiến gì không? Nói đi xem nào. Đứng đần người thế. Đây có phải là một phép đảo ngữ không? Một phép chơi chữ các bạn ạ. Trên tường có những con chữ. Là sao đây? Khó thế. Đây nó là những cái câu đố. Là những cái câu đố chơi chữ tiếng Trung các bạn ạ. Mùa xuân và mùa thu, mỗi mùa một nửa. Câu đố thứ 2, Khổng Tử leo núi. Câu đố thứ 3, Lãnh Chúa tự sát. Câu đố thứ 4, xuất hiện núi ở tứ phía, núi liền núi. Câu đố thứ 5, hôn nhân ngàn dặm chỉ bằng một sợi chỉ. Ở đây có 5 câu đố. Trời ơi, nó sẽ liên quan đến 5 cái nút này. Chúng ta phải giải được 5 câu đố. Tức là chúng ta phải hiểu tiếng Trung thì mới có thể hiểu được cái phép chơi chữ này các bạn ạ. Có ai hiểu tiếng Trung không? Mùa xuân và mùa thu, mỗi mùa một nửa. Úi giời đất ơi, đùa tôi à. Show miếng la. Ok, mình không có hiểu tiếng Trung các bạn ạ. Sau một hồi nghiên cứu thì tôi đã nhờ đến Google. Tôi đã đánh mấy cái câu đố này lên Google. Rất may là trên Google có mọi người ạ. Tức là đây là những cái phép chơi chữ bằng tiếng Trung mà. Chúng ta không phải là người Trung Quốc, chúng ta sẽ không có được những kiến thức về văn hóa, về chữ viết của họ. Bạn nào mà học chữ viết Trung Quốc thì may ra mới biết được. Rất may là tôi tìm trên Google có mọi người ạ. Tôi sẽ show lên cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là cái câu Khổng Tử leo núi. Thì đây là tên của Khổng Tử này mọi người, cái ký tự này này. Rất may là trên Google có. Bây giờ thì mình sẽ qua bên kia nhé. Chúng ta sẽ tìm cái ký tự đấy. Đây. Từ. Đây, để như này là dễ nhìn ở đây. Cái ký tự này nó chính là đây này các bạn. Ok. Tiếp theo là cái thứ hai. Cái thứ hai là cái câu mà Lãnh Chúa tự sát ấy các bạn. Thì đây là mấy câu chơi chữ. Cái chỗ này thực sự tôi không có hiểu. Ý của bạn ấy nói là có hai cái từ đều thể hiện là Lãnh Chúa tự sát.
Cái chết của lãnh chúa là cái chữ này 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 các bạn. Để tôi sẽ để đây để dễ nhìn nhá. Ok, cái chữ này này nó sẽ là cái chữ này, các bạn thấy không? Đấy, nói chung là các bạn phải hiểu tiếng Trung. Tôi lên Google tôi tìm mò vậy thôi. Tiếp theo là cái câu mà mùa xuân với cả mùa thu, mỗi mùa một nửa ấy, nó cũng là một cách chơi chữ nhá. Hai cái chữ mùa thu và mùa xuân ấy, mỗi mùa một nửa ấy các bạn. Thế này, chính là cái chữ này này. Một cách chơi chữ, viết chữ, nó là cái ký tự này này. Ok, vậy là chúng ta có 3 cái rồi. Tiếp đến là cái câu mà có núi ở tứ phía, núi liền núi. Thì đây này, nó là cái câu này này. Núi ở tứ phía, núi liền núi. Thì nó là cái chữ ruộng á. Nó là cái chữ ruộng này này các bạn. Trời ạ. Bạn này bạn ấy còn vẽ cả cái hình ruộng ra này. Đây cái chữ ruộng này này. Ok. Còn cái câu cuối cùng á, hôn nhân ngàn dặm chỉ bằng một sợi chỉ á, tôi không có hiểu. Nên là cái câu cuối cùng là tôi sẽ bấm bừa nhá. Tức là mình có tìm trên Google nhưng mà cũng không có thấy á. Đây đây. Đấy. Bạn nào mà biết tiếng Trung, mà giỏi tiếng Trung mà biết văn hóa Trung Quốc thì mới có thể giải được mấy câu đố này, còn không là cứ lên Google mà tìm thôi. Đại nhân, ngài đã lấy được chìa khóa chưa? Chữ tự mi quả nhiên là chiếc hộp của cơ quan mật mã. Đảo chữ này thực sự là mật mã bí mật của chiếc hộp. Đấy, đảo chữ nhá. Phép đảo chữ tiếng Trung. Chẳng biết chiếc hộp cơ quan của chế tạo giả cũng từng bị quan tại此处, nên mới trên tường để lại chìa khóa cơ quan phá giải chi pháp. Có lẽ người tạo ra cơ chế hộp này cũng đã bị nhốt ở đây. Vì vậy có phương pháp bẻ khóa được viết ở trên tường. Tiểu Kỳ, chìa khóa đã được. Tiểu Kỳ, ta đã có chìa khóa rồi đây. Đại nhân, hãy đưa chìa khóa cho tôi. Tôi sẽ mở cửa cho ngài. Đại nhân, hãy đưa cho tôi để tôi mở cửa đưa ngài ra ngoài. Ok, chúng ta sẽ đưa chìa khóa cho Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, ngài ở Lĩnh Phủ có từng gặp được Lĩnh Phủ? Ồ, không, chắc là Lĩnh Chào Tông. Tiểu Kỳ, nhà ngươi có gặp Lâm Phúc không? Ồ không, phải gọi đó là Lâm Hồ chứ. Sao? Lĩnh Chào Tông, ta không phải chết rồi mà? Cái gì? Lâm Hồ á? Không phải ông ta bị chết rồi sao? Thì sự nói lại hoa trắng. Chuyện này rất dài, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Tôi trên đường đến Lĩnh Phủ, gặp được một người già, trông rất lo lắng, giống như là từ Lĩnh Phủ ra ngoài. Trên đường tới đây, tôi có gặp một ông già đi từ dinh thự nhà họ Lâm ra, trông ta có vẻ rất là vội vàng. Chính cái chính là Lĩnh Chào Tông. Đó chắc chắn chính là Lâm Hồ rồi. Đại nhân, tôi biết ông ta đi đâu rồi. Ta đã được Ngũ Hành Chi Huyết, chắc chắn là đi luyện dược rồi. Đại nhân, tôi biết hắn sẽ đi đâu. Sau khi lấy được máu ngũ hành, chắc chắn hắn đã đi tinh luyện thuốc rồi. Ở đây luyện chế được Trường Sinh Dược, thì phải đi đến Phù Vũ Sơn trong đó Trường Sinh Công mới luyện chế. Chỉ có nơi đó mới có lò luyện dược. Để chế luyện loại thuốc trường sinh này, người ta phải đến Trường Sinh Cung ở trên núi để luyện chế. Chỉ có một lò luyện thuốc duy nhất ở trên núi. Ở nơi Trường Sinh Cung rất ẩn bí, nếu không có địa đồ, căn bản không tìm được Trường Sinh Cung. Cung Trường Sinh ở vị trí rất đặc biệt. Nếu như không có bản đồ, sẽ không bao giờ tìm được Cung Trường Sinh. Từ nhà tôi, một Trường Sinh Dược phương cùng truyền xuống là còn có một tấm địa đồ, chính là dấu chỉ Trường Sinh Cung ở nơi đó. Gia đình tôi có một tấm bản đồ duy nhất chỉ đường đi tới cung Trường Sinh. Nó được cất giữ cùng với công thức thuốc Trường Sinh. Nguyên bản cũng một bình lọt tại Lĩnh Chào Tông trong tay. Nhưng tôi theo theo kinh nghiệm, lại miêu tả một trang. Đây là giao cho đại nhân, hy vọng đối với ông hữu dụng. Nhưng mà tấm bản đồ cũng bị Lâm Hồ cướp đi rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ lại tấm bản đồ bằng trí nhớ của mình. Mong sao nó sẽ giúp ích cho ngài. Vẽ nhanh thế. Tú Trọng, ngài hãy về nhà tìm con gái của mình. Cô ấy đang đợi ngài. Tú Trọng, người hãy mau chóng trở về nhà đi. Tiểu Lan đang rất nhớ người. Chỉ với nhị gia đình thù hận, tôi định sẽ vì nhị xỉ chinh. Lĩnh Chào Tông tội ác đa đoan, nan thoát luật pháp của trừng trị. Nhị hảo tự vi chi ba. Về phần ân oán của gia đình ngươi, ta nhất định sẽ minh oan cho ngươi. Lâm Hồ làm rất nhiều chuyện ác, không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Ngươi không thể tự mình xử Lâm Hồ được. Đại nhân nói đúng, tiểu nhân sẽ về nhà.
大人nói phải, bây giờ tôi sẽ về nhà. 小琪，事不宜迟，我们这就去长生宫寻找林朝宗。Tiểu Kỳ, bây giờ ta và ngươi sẽ tới Trường Sinh Cung để tìm tên Lâm Hồ. Kết thúc chương 4 các bạn ạ. Vậy là thông qua chương 4, chúng ta đã biết sự thật về câu chuyện lễ mừng thọ, câu chuyện về thuốc trường sinh rồi. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn ở chương 5 nhé. Chúng ta sẽ cùng với Tiểu Kỳ lên trên núi để bắt tên Lâm Hồ về chịu tội với pháp luật. Thế nhá, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Tôi đi ngủ pha, tôi buồn ngủ quá. Quả game lú đầu thực sự.